giúp sở hữu trác quỷ Venom ở level 1 sẽ như thế nào? Lại quán kiếm thức ăn phải trải qua đắng cay ngọt bùi, những loại không nào đòi ăn cất nên ăn đầu. Bạn không muốn nghe cái đó ư? Thế thì hãy đến với sshoprobux.vn, mua do bút giá rẻ, uy tín, chất lượng, hàng đầu Việt Nam. Hello, xin chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Noob Power ở đây. Thì video ngày hôm nay mình sẽ thử thách trở về arc level 1 với trái Venom thì sẽ như thế nào nhé. Thì mình sẽ không tạo arc mới mà mình sẽ lấy đúng arc chính của mình luôn. Thì mình sẽ reset điểm để có điểm stat y chang level 1 và mình sẽ cày nha. Thì cách thức tính điểm cày của mình như sau: mình hoàn thành được một nhiệm vụ bất kỳ nào đó với những con quái nhỏ thì mình sẽ được cộng 10 điểm và bảng stat của mình. Nếu mà farm boss thành công thì mình sẽ được cộng 20 điểm nha. Mục tiêu của mình đề ra trong video này là sẽ phải cày làm sao mà điểm stat của mình phải đủ để đánh bại tất cả con boss trong đây. Thì mình chỉ làm ở Outward thôi nha, chứ ở bên C2 và C3 thì video này sẽ khá là dài. Ok, chúng ta bắt đầu nào. Thì ở khoảng thời gian đầu tiên mình chỉ có farm để mình lấy điểm stat để mình cộng là vào cái điểm của mình để cho trái quỷ với lại mana và máu nó mạnh hơn. Nhưng mà mình gặp một cái bất lợi, đó chính là khi mà mình full skill của trái Venom thì mình không thể sử dụng được nhiều, tại vì mana của mình khá là ít nên khiến mình cũng farm khá là chậm, cũng không có khác gì mấy bạn mới chơi. Thì sau khi farm được khá điểm rồi thì mình tiếp tục qua đảo khỉ để đánh bại con King Godzilla luôn. Mà trước khi đánh con King Godzilla thì mình có gặp được một bạn, thì mình cũng test thử sức mạnh của mình luôn xem bạn đó có chết không. Nhưng mà mình theo mình nhìn thấy thì mình yếu hơn bạn đó khá là nhiều. Cái sức mạnh của mình hiện tại chỉ tầm cỡ level 10, 11 thôi. Nhưng mà chắc bạn đó tầm cỡ 20, 25 rồi. Nhưng mà chắc bạn đó không để ý, tưởng là mình phá bạn đó farm nên bạn đó out server luôn. Thì sau đó tiếp tục mình cũng gặp được thêm bạn nữa, thì mình định hổ báo đánh luôn bạn đó thì nhận ra thì mình hết mana nên mình chạy. Đợi một tí thì con King Godzilla cũng spam ra thì mình bắt đầu đánh nó luôn. Thế là mình đã hoàn thành được một con boss đầu tiên trong thử thách lần này. Sau khi đánh được con Godzilla thì mình tiếp tục qua con boss dễ thứ hai trong Outward, đó chính là con chú hề Bucky. Thì mình cũng có farm một tí điểm để giết con Bucky dễ hơn. Thì trong lúc mình farm thì có một bạn thấy mình xài trái Venom nên xin trái quỷ, thì mình mới bảo là túi núp lắm, không có đẹp đâu, kiểu vậy. Chắc bạn đó kiểu thôi, mày đừng có bốc phát, mày đừng có mồm điêu đi. Sau đó thì mình cùng bạn fan này đợi con Bucky spam ra và mình đã đánh thành công con boss thứ hai trong thử thách của mình. Thì sau đó mình đã out server này để vô server VIP của mình, tại vì server thường nó khá là lắc và có nhiều bạn farm bot của mình thì khiến mình cũng đợi khá là lâu. Nên tạm biệt bạn fan nhé. sau khi farm ở Overworld server thường thì mình cảm nhận được sự khó khăn của những bạn newbie mới chơi, là ở server thường nó khá là lắc và cũng có nhiều bạn tranh boss của các bạn khi đang farm, cũng có những bạn sang multi với các bạn cũng khá là phiền, nên mình quyết định sẽ tạo server VIP cho những bạn newbie mới chơi nha, với điều kiện nếu video này được 2.000 like thì mình sẽ để cái server VIP miễn phí đó ở dưới phần comment mình đã ghim. Thì nếu bạn nào không farm ở server thường hay là không có server VIP thì có thể vào server này của mình để chơi nha. Sau khi đánh bại được con Yeti thì mình khóa được 3 kỹ năng mới, đó chính là haki vũ trang, haki quan sát và Gepo, Shuru nữa. Nhưng mà Ken thì phải lấy ở đảo Sky, nhưng mà mình cũng cho nó nằm trong kỹ năng khi đánh bại con Yeti nha. Mình farm cũng khá là nhiều để nâng điểm start lên rất là cao, nhưng mình cứ tưởng là mình sẽ giết được tất cả các boss rồi, nên mình đi tìm con Ino để đánh, nhưng mà cái kết là mình đã bị ngụm. Phải nói là mình cay con boss Ino cực luôn. Mình cứ farm và đánh nó lại nhưng mà thất bại khá là nhiều, nhưng mà đến lúc nào đó thì các bạn cũng biết là mình cũng đủ điểm để đánh bại con đó, nhưng mà mình thấy đó là farm lâu cực luôn. Hình như là mình farm con boss Ino để nâng điểm mà stat quá thì phải các bạn. Mình nâng làm sao mà khi mình đánh mấy con quái bình thường như là doflamico hay là Aikenu thì rất là dễ luôn các bạn. Chắc là mình đánh nhập thứ tự con rồi. Để ra là Ino mình phải để cuối cùng mới đúng. Nhưng mà không sao, nâng điểm như vậy để mình săn boss cũng dễ hơn. Còn con Franky này thì mình phải đi farm một tí thì mình mới đủ sức đánh bại nó, tại vì gần như là con này nó là con boss mạnh nhất trong Overworld rồi. Nếu không tính rau trắng nha, mình cũng sẽ không đánh rau trắng, tại vì con đó dù các bạn mắc level 2000 hiện tại thì vì solo với nó rất là khó, nên mình sẽ bỏ qua con này nha. Và sau khi đánh bại tất cả các boss thì mình có cảm nhận rằng là trái Venom không thích hợp cho mấy bạn mới chơi nha, tại vì nó không thuộc hệ Logia, với lại đam của nó cũng không phải to lắm, thì nó là trái độc, nên khi nào mà con boss nó bước lên vùng độc thì nó mới mất máu, còn nếu mà nó không bước thì coi như là không tính đam đốt nha. Các bạn newbie không nên xài trái này, mà hãy ăn cái nào rẻ hơn, ví dụ như là trái pika hoặc là trái đắt, thì sau khi có được level cao nhất định thì các bạn có thể xài trái này để đi chơi với bạn bè hoặc đi farm boss, đi chon gì cũng được. Ok, và video của mình chỉ đến đây thôi. Chúc các bạn một ngày tốt lành nhé. Nhớ like và subscribe cho mình nha. Tạm biệt các bạn.